đi vô coi cái candle đi. Đi, là đèn cày á. Bên kia là bán jewelry kìa. Ok, đi vô. Mời các bạn đi vô đây mua xem. Trời ơi, nó thơm ghê luôn. Để tắm nha. Xà bông. Ủa chị, cái này là xà bông hả? Ừ, đúng rồi. Xà bông người á. Để mình tắm với em rub nè. Ừ. Có hai loại, sugar với kho, đường với lại muối. Hai loại để scrub người của mình trên da cho nó đi. Ồ, vậy lấy cái muối cũng tốt hơn, sea salt tốt hơn. Sugar cũng tốt. Ừ. Ừ. Tắm nó hả? Cái đằng đồng cày đẹp quá. Quả cày đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp không? Làm đẹp quá. Nhưng mà làm đẹp quá. Mua để đốt quá. Thì đốt được mà. I know mà này đốt uổng quá à. Uổng thì em mua để đốt mà. Đốt hơn lắm. Đâu mà phải bỏ cái gì vô á. Phải bỏ trong cái... Nó cố tình làm cho chị nè, hứa đi chị không có bỏ được gì nữa. Nó hỏi gì á, có cái này nó làm kiểu rồi, có chân rồi nè. Ừ. Ủa, nhưng mà mình đốt mình nó có bị à, thường thường chị để candle trong cái này nè. Ừ, ừ. Không cần hả? Ừ. Đẹp quá ha. Một cục này bao nhiêu? Cái ly này là gì? Candle à, đèn cày luôn. Đẹp quá, màu hồng, màu trắng cũng đẹp nè. Trời ơi, cây đẹp quá à. Mát không nhỉ? Không biết nhiêu. Còn giá không? Còn giá thôi. How much is this candles here? The small candles are going to be 18 and the large are going to be 24. So that's 18 small. Oh, this is small? Yeah. So 18 and these are 24. So 18 đồng hả? These are the smalls, the big ones are these guys. Those are 24. This is small. Cái nhỏ này là bự á, bự là 24, rẻ mà. Ừ. Cái nhỏ là 18 đồng. Cái này 18 đồng hả? Dạ, cái này 18 đồng. Cái 24. Con này 24 đồng. Rẻ mà. Rất là đẹp. Đẹp ha. Nhà sang á. Cái này cũng đèn cày luôn hả? Dạ, đèn cày. Wow. Cái đèn cày này đẹp chưa? Me personally no. This is Paul our carver. He's Toby and our owner, son-in-law. He's the maker. Oh. Okay. These ones, yes, I make these and I clean them up. Wow. Butterfly. Chị bắt có làm con bướm bướm nè, phải đang làm bướm bướm nè thôi. Đâu đâu đâu. Đang làm nữa. Can we film? Of course. Đây nè, người ta đang làm con bướm bướm nè thơ. Đèn cày á hả? No problem, you look so pretty. Stop. See? Ok, cái này là con bướm á, người ta đang làm bướm á. Và cái này người ta làm những cái con này là con ngựa nè. You see? À, cái này là con cá. So after that you color? Then you guys can buy them and color them. Oh. Mình tự mua mình tự bỏ. Tự mua mình tự bỏ. Trông cái đẹp quá thôi. Just like this, yeah. Thank you. Đây nè, mình tự mua và mình tự làm nè. Thấy không? Để làm bỏ màu vô hả? Cái này cài trong kia đẹp quá, em thích dễ sợ. Đây, chị coi cài đẹp quá. Những cái đèn cài này đẹp quá nè. How much is that? Oh, okay. So these ones are considered petite. They're going to be 24. Uh-huh. Our talls are this. Uh-huh. And the big spheres, those are going to be 28. Okay. And then our grandes will be like this. Like this one. Uh-huh. Uh-huh. And this. Uh-huh. This is a mucho grande. Can I see it, please? But that's the hole, right? When you burn them? If you follow the instructions. Mm-hmm. Nó có instruction, nó có cách chỉ cho mình đó. Yeah, yeah, yeah. Show me how to do it. Yeah. Only the center is gonna burn down. Oh, oh, cái bình hả? Yeah. Nó cái này là nó là candle hết nhưng mà mình biết cách dùng thì cái phía chính giữa nó bị thôi, bên ngoài không bị. À. Mm. And then you can always put like a votive or a tea light to keep it going. Oh, that just makes sense. How about so this all one? The clear, same thing. Oh, same thing. This means we don't burn. À, là mình bỏ đèn cày vô mình đốt. Dạ, đốt. It's gonna nó là đèn cày nhưng mà mình biết cách đốt thì kiểu chính giữa cháy thì bên ngoài không cháy.
Yeah. Giữ, giữ, vẫn giữ cái bình, vẫn giữ cái bình được. Xong mình bỏ thêm candle vô mình đốt tiếp. Ồ, vậy hả? Hay ha. Kìa cái bên trong kia nó có màu hoa này. I like it. How much is that? That one's gonna be a Mucho Grande. Mucho Grande. Mấy cái con này nè. It's 58. 58 nào? Con chim cánh cục. Mẹ ơi, em nói bà chị em xuống đây mua. At Disney. I know. That's Cinderella. Yes, ma'am. And then we have Jasmine. Cinderella. And we have Disney Channel. Aurora. Wow. And Tiana. I like that one. Oh, đẹp quá. I like that. Có đẹp, có đẹp. Oh, not Tiana. Tiana. Okay. Okay. Chị đừng hát cam thơ. Ê, cái này là gì vậy? Muối cái chai này là gì? Người để tắm á. Mình chà cái da chết đi á. Cái này là bằng muối, muối biển. Gọi là sea salt. Ôi, cái muối này nó bự quá à. Ủa chà đau chết luôn á. Muối này nó hơi bự. Trời sao nhiều màu quá vậy? Giống như đồ chơi vậy đó ha. Giống như hồi nhỏ mình chơi, mình lấy cái sắt dừa, cái mình pha màu vô nè. Trời ơi, mình pha màu ra vô mình chơi á. Mình đổ cái bánh, cái khuôn bánh bánh bột, bột năng, bột gì đó nhớ không? Nào qua bên đây coi. Ôi màu hồng, ui cây màu hồng đẹp quá, ui màu tím nữa nè, đẹp quá, đẹp ha. Cái này là rất consider là small right? Dạ, nó là, này là, này là, this is big, this is small. Cái tim này là big hả? Dạ, cái tim bốn đồng. Cái màu này cũng đẹp mà chị Thơ, màu xanh. Đâu? Thân này cũng đẹp, nhã ha. Wow, nó làm đẹp quá. Màu đó cũng đẹp. Làm màu nào đẹp? Màu này đẹp quá, nó màu tím chứ. Nó là màu xanh á, xanh mà xanh của thơ khôi á, ha, xanh mà phải xanh dương chút xíu, màu tím. Cái này tím thôi, đẹp ha. Xanh nè, này xanh rồi ha, xanh này cũng đẹp nè. Ồ, màu xanh này cũng đẹp nè. Thấy không? Beautiful. Đẹp quá. Đẹp quá. Cho mùi trong phòng hoặc là trong bedroom nè, thơm lắm. Hả? Cái này nè, chị bỏ vô trong cái nước á, nó tỏa cái mùi ra thơm lắm. Bỏ vô cái gì? Bỏ vô trong nước hoặc là bỏ vô trong cái... Cái này nó cái không... Cái cây này mùi nó thơm nè. Lavender. Nó đốt. Cái này là tinh dầu. Không, cái này là nhang. Ôi, cái nhiều loại, cái này chắc nhang rồi. Nhang. Cái này là đốt rồi. Nhìn nè, đốt nè. À, nhang thơm. À, để cho nó thơm. Ờ, thơm lắm. Ờ. Cây này mình để nó thơm nè, ừ, thấy không? Nó thơm không? Thơm chứ. Thơm. Ủa cái mùi này mùi gì á? Mùi lavender. Em biết cái nó nồng quá. Lavender. Nè, nó để tên nè, lavender. Mùi này nó nồng lắm. Trời, mấy này cái gì lạ quá vậy? Cái này sao cọng dây nó bự quá vậy, dài quá vậy? Nó là candle á. Candle sao dây dài vậy? Ừ, candle chị cắt nó đi. À, cắt nó đi hả? Wow. Right? When you burn them? If you follow the instructions. Nó có instruction, nó có cách chỉ cho mình đó. Yeah, yeah, yeah. Show me how to do it. Yeah. Only the center is gonna burn down. Oh, oh, cái bình hả? Nó cái này là nó là candle hết nhưng mà mình biết cách dùng thì cái phía chính giữa nó bị thôi, bên ngoài không bị. À. And then you can always put like a votive or a tea light to keep it going. Oh, that just makes sense. How about so this all one? The clear, same thing. Oh, same thing. This means we don't burn. À, là mình bỏ đèn cày vô mình đốt, dạ, mình đốt. Nó là đèn cày nhưng mà mình biết cách đốt thì kiểu chính giữa cháy thì bên ngoài không cháy. Oh. Yeah. Giữ cái bình, vẫn giữ cái bình được. Sao mình bỏ thêm candle vô mình đốt tiếp. Oh, vậy hả? Hay ha. Kìa cái bên trong kia nó có màu hoa này. Yeah, I like it. How much is that? That one's gonna be a Mucho Grande. Mucho Grande. Mấy cái con này nè. It's 58. 58 nào? Con chim cánh cục. Mẹ ơi, em nói bà chị em xuống đây mua. At Disney. I know. That's Cinderella. Yes, ma'am. And then we have Jasmine. Cinderella. And we have Disney Channel. Aurora. Wow. And Tiana. Ôi là đẹp quá.
I like that. Rất là đẹp, rất là đẹp. Là Tiana. Tiana. Okay, okay. Chị đừng hát cam thơ. Can we put, can we put our face on cái này? Cái này là phát bóng bình thường. If you had your face and a figurine, you can put it on there. Ê, cái này là gì vậy? Muối cái chai này là gì? Người để tắm á, mình chặt cái da chết đi á. Oh. Là bằng muối, muối biển, gọi là sea salt. Ôi, cái muối này nó bự quá à. Ủa chà, đau chết luôn á. Muối này nó hơi bự, trời sao nhiều màu vậy? Giống như đồ chơi vậy đó ha. Giống như hồi nhỏ mình chơi, mình lấy cái sắt dừa, cái mình pha màu vô nè anh Hữu. Trời ơi, mình pha màu ra mình vô mình chơi á. Mình đổ cái bánh, cái khuôn bánh bánh bột, bột năng, bột gì đó nhớ không? Tao qua bên đây coi. Ôi màu hồng. Ui, cây màu hồng đẹp quá. Ui, màu tím. Em thích cái màu này nè. Đẹp ha. Cái này là nó consider là small, right? Dạ, nó là này là this is big. This is small. Cái tim này là big hả? Dạ. Cái tim bốn đồng. Cái màu này cũng đẹp nè chị Thơ. Màu xanh. Đâu? Xanh này cũng đẹp nhã ha. Wow, nó làm đẹp quá. Nó cũng đẹp. Làm màu nào? Màu này đẹp quá, nó màu tím chứ. Nó là màu xanh á. Xanh mà xanh của thơ khôi á. Ha. Xanh mà phải xanh dương chút xíu. Tím, màu tím. Cái này tím thôi. Đẹp ha. Xanh nè. Này xanh được hả? Xanh này cũng đẹp nè. Đẹp ha. Ồ, màu xanh này cũng đẹp nè. Thấy không? Beautiful. Đẹp quá. Cái là thì đẹp quá. Đẹp quá. Cái này 18 đồng mà 5% ớt. Cái 9 đồng à? Cái gì? Bỏ lấy đồng rơm. Mà con không có gì hết trơn à. Thôi. Cái này là bớt 50% mà không thấy gì đẹp á. Thì nó cũng thường. Sale 50%. Đây là gì đây? Qua đây coi. Đó cái này cho mùi trong phòng hoặc là trong dressing room nè, thơm lắm. Hả? Cái này nè, chị bỏ vô trong cái nước á, nó tỏa cái mùi ra thơm lắm. Bỏ vô cái gì? Bỏ vô trong nước hoặc là bỏ vô trong cái này nó cái cây nó, này mùi nó thơm nè. Lavender. Nó đốt. À, cái này là tinh dầu. Không, cái này là nhang. Ôi, cái nhiều loại, cái này chắc nhang rồi. Nhang. Cái này là đốt rồi. Nhìn nè, đốt nè. Cái này là đốt. À, nhang thơm. À, để cho nó thơm. Ờ, thơm lắm. Ờ. Cây này mình để nó thơm nè, ừ. Thấy không? Nó thơm không? Thơm chứ. Thơm. Ủa, cái mùi này mùi gì á? Mùi lavender. Cái nó nồng quá. Lavender. Nè, nó để tên cái nè, lavender. Mùi này nó nồng lắm. Đi qua đây coi. Qua bên đây nè. Trời, mấy này cái gì lạ quá vậy? Cái này sao cọng dây nó bự quá vậy, dài quá vậy? Nó là candle á. Candle sao dây dài vậy? Ừ, candle, chị cắt nó đi. À, cắt nó đi hả? Làm con em mấy con vật wow. Wow, đèn cày bằng thánh giá luôn nè. Ờ, đèn cày bằng thánh giá. Đây mình treo lên cũng được nữa. Tự mình sơn, nó có bán màu ở đây nè. Dạ có hả? Nè. Đó, mấy con thú nãy cái bà đó bà làm á. Nó tô màu lên nè. Còn mấy đứa nít á ha. Nó khoái tô màu. Đây có con cá voi nữa nè. Con heo chứ, con cá heo. Con này con gì đây? Con ớt, con ớt. Ớt. Con rùa, con này cũng con rùa. À, xong rồi mình tô màu lên. Cái này xe hơi. Trời ơi, đèn cày cũng có xe hơi nữa không nội ơi. Có con chó không? Con này con khỉ. Con rùa dễ thương ghê hả? Con này con gấu. Chiếc này chiếc gì? Chiếc tàu hả? Chiếc tàu nè. Đúng. Cái này nè. Cái này 5 đồng à. Dễ thương quá. Không, xe lửa. Có xe lửa nữa nè. 5 đồng một cái hả? Dạ. Xong rồi cái đi qua đây lấy màu mình sơn hả? Không, mình nhúng. À, đây nè, người ta nhúng màu nè. Dạ. Chô. Wait, I gotta get this
Đây người ta nhúng màu nè. Nhúng màu xanh. Nó nhúng màu vàng trước xong nó muốn màu cam xong nó nhúng màu xanh. Cái màu trên cùng là đi trước. Ủa nhưng mà muốn nhúng màu gì nhúng hả? Dạ đúng rồi, nó nhúng bốn màu gì thấy không? Nhúng màu vàng, màu cam xong nó nhúng màu xanh lợt xong nó nhúng màu xanh đậm. Xanh đậm. À. Mình mua nó năm đồng thôi mình được nhúng màu. Nhúng cái gì nhúng hả? Bao nhiêu mấy? Bao nhiêu là 1 2 3 4. Bao nhiêu màu muốn bao nhiêu màu thì bao nhiêu màu? 2 4 6 8 9 10 9 màu.